Hi everyone, welcome back. Today we will study the last part of English pronunciation as well as consonant clusters. Hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối cùng trong vấn đề phát âm của tiếng Anh. Cũng là phần cuối cùng của consonant clusters, tức là cụm phụ âm các bạn nhé. Ok, bữa trước chúng ta đã học từ số 1 cho tới số 19. Hôm nay chúng ta sẽ học từ số 20, 20 until 35. Các bạn nhớ quy tắc trong đọc cụm phụ âm của chúng ta, đó là chúng ta luôn luôn đọc phụ âm gần nhất với nguyên âm trước. Đọc chữ M trước ha, nguyên âm là chữ O, vậy mình đọc chữ more. Và phụ âm trước đó chúng ta đọc trong tư thế chuẩn bị, tức là chúng ta đọc nhẹ và đọc liền mạnh các bạn ha. Từ số 20 cho tới số 27 là liên quan tới chữ S đứng ở vị trí đầu tiên. Mình nhớ chữ S của tiếng Anh không phải là sờ, cũng không phải là xì hay là xịp các bạn nha. Đó là S. Ok, vậy các bạn nhớ nè. S. So, more. Small. Small. Ok. This one. No. No. Snow, snow. This one, fool, fool. S ha, fool, fool, sfumato, sfumato. Các bạn cứ ghép từ từ các bạn nhé. Tiếng Anh thì nó có nhiều âm tiết, có những âm tiết rất là dễ, có những âm tiết rất là khó. Thì đối với những âm tiết mà mang cụm phụ âm là những âm tiết khó, các bạn vui lòng từ từ nhẹ nhàng chúng ta đọc ha. This one, can, can, scan, scan. This one, pace, pace. And this is space, space. Các bạn có thấy ba âm này? Nếu như các bạn đã học về quy tắc 8 cặp vợ chồng, mình biết đâu là âm vô thanh và âm hữu thanh, các bạn sẽ nhận ra S là âm vô thanh, K, P, T cũng là âm vô thanh đúng không các bạn? Vậy thì sao? Nếu như hai âm vô thanh đứng cạnh nhau, chúng ta sẽ đọc âm vô thanh thứ hai, tức là chữ K, chữ P và chữ T này, chúng ta đọc nhẹ như âm hữu thanh, tức là những âm vô thanh này bị hữu thanh hóa các bạn nhé. Thì thay vì chúng ta đọc mạnh là scan, chúng ta sẽ đọc cái chữ K để đọc nhẹ cờ, scan, scan. And this one, thay vì chúng ta đọc là space, space, thì chúng ta đọc nhẹ cái chữ P, P. So we have space, space. This one, student, đúng không các bạn? Nhưng đó chữ S là vô thanh, chúng ta sẽ đọc nhẹ là student. Student, tức là các bạn đọc nhẹ chữ tờ, chữ T các bạn ha. The student, student. Ok. Rồi, các bạn thấy từ số 26 cho tới số 31 đều liên quan tới chữ W đứng đằng sau. Số 26 và số 27 nó có S ở trên và nó có chữ W ở dưới, thì nó khá là ảnh hưởng các bạn nhé. Thì các bạn coi quy tắc chúng ta đọc như thế nào. Mình nhớ là chữ V kép này ha, khi nó đứng một mình, nó đọc như một phụ âm bình thường. Nhưng nếu nó đi đằng sau các phụ âm khác thì nó sẽ đọc như là một nguyên âm. Bởi vậy V kép được gọi là một bán nguyên âm ha. Rồi, whim, whim, swim, swim, swim. Ok, nhưng mà các bạn không đọc là swim, swim ha. Swim, swim. This one, wear, wear. Mình thêm chữ k ha. Square, square. And this one, square, square. Rất là nhiều bạn miền Tây và miền Nam của chúng ta đọc âm này là swear, swear. Bởi vì do đặc điểm cái chữ w này của các bạn trong tiếng Việt của mình á, thì mấy bạn miền Nam và miền Tây các bạn hay đọc là quỷ quái ha, nên là các bạn mới đọc là swear, nhưng nó không phải là chữ w này các bạn, nó là chữ k. Ok, vậy cái này sẽ là square, square. Ok,
Continue. Quick, quick. And this one, quick, quick. Continue. When, when. Chữ T ha. 20, 20, 20. This one, window, window. Chữ T mình nhớ không? Day, Monday, bed. D, giật dưới cổ các bạn nhé. D, dwindle, dwindle. This one, wart, o dài các bạn ha. O, wart. Mình nhớ chữ TH của mình luôn luôn đi theo ba bước. Đưa lưỡi là giữa hai hàm răng, dẹt mỏng, đầy khuôn miệng. Bước thứ hai, để hơi. Bước thứ ba, đập âm ngay trên lưỡi của mình luôn. Ok. So we have thwart, 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 thwart. Okay. This one, từ số 32 cho tới số 35. Cái này mình thiên về âm đuôi các bạn ha. Chữ N là in, and, and. So we have event, event. This one, and. So we have land, land. This one, ins. So we have tense, tense. This one, ins, ins. Âm cuối cùng ha, mình đẩy hơi ra, ins. So we have month, month. Okay. Rồi mình tới với hàng này. Những cái âm mà liên quan tới chữ S á, mà đứng vị trí ở giữa, các bạn Việt Nam mà đọc sai nhiều lắm. Bởi vì sao? Tiếng Việt mình không có, chưa bao giờ mình có cái âm nào mà đọc S ở giữa cả. Bởi vì thật sự là tiếng Việt của mình á, là có âm đơn lẻ thì nó chỉ có đọc âm đầu và âm cuối thôi. Nó chỉ có phụ âm đầu và phụ âm cuối. Và phụ âm cuối tiếng Việt mình thì không đọc, chỉ có âm đầu đọc. Đó là nguyên nhân vì sao mà các bạn cảm thấy rất là khó khăn khi mà các bạn đọc âm cuối trong tiếng Anh, hay là khi các bạn đọc âm S ở giữa ha. Rồi các bạn nhìn vô nè, mình đọc trước, mình cũng ghép âm như vậy. Mint, mint. S thì hơi ra nha. Sment, sment. Assessment, assessment. This one, nurse, nurse. This one, snus, snus. Hopelessness. Cái này có thêm chữ PL, bữa trước mình đã học rồi ha. Plus, hopelessness, hopelessness, hopelessness. This one, fear, fear. And we have sphere, sphere. Atmosphere, atmosphere, atmosphere. This one, kit, skit. Mình nhớ ha, hai chữ S, hai âm vô thanh đứng cạnh nhau, SK, SP, ST, thì phụ âm thứ hai chúng ta sẽ đọc hữu thanh hóa, tức là đọc thành có rung cổ họng luôn các bạn ha. Skit, basketball, basketball, basketball. This one, p, p. So, spi, spital, hospital, hospital. This one, t, t. Sti, sti. Investigate, 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 investigate. This one, word. Oh yeah, các bạn ha, word, word. Sword, sword. Password, password. This one, wired, wired. Squire, sorry các bạn, quired, quired. Và mình thêm chữ K đằng trước nè. Squired, squired. Disquired, disquired. This one, wire, wire. Chữ K, choir, choir. Require, require. This one,
Twist. 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 Untwist. Untwist. This one. Well. Well. D. Day Monday, huh? Dwell. Dwell. Indwell. Indwell. This one. Way. 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 Pathway. Pathway. And this one. And. Mend. Department. Department. This one. And. So we say wind. Wind. And this one. Ch. Mình như chữ T móc câu không? Ch. Chicken. Watch. Hay là future đó các bạn. And. So this is chance. Chance. Anh Mỹ sẽ đọc từ này là từ chance. Okay. This one. Nth. So we say tenth. Tenth. Okay. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từng âm một các bạn ha. Sm. Small. Small. This one. Assessment. Assessment. Sn. Snow. Snow. Hopelessness. Hopelessness. This one. Sfumato. Sfumato. Atmosphere. Atmosphere. Mình nhớ những âm S ở giữa này, các bạn vui lòng xì ra nhá. Cô biết là không hề dễ dàng cho các bạn luôn. Mình dễ bị quên lắm. Nhưng mà mình ráng, mình tập, ok? Tới đâu rồi ta? Quên mất tiêu rồi. Atmosphere. This one. Sk. Scan. Scan. Mình nhớ ba âm này, mình đọc âm thứ hai, vô thanh thứ hai nhẹ ha. Scan. Basketball. Basketball. Sp. Space. Space. Hospital. Hospital. Rất là nhiều bạn đọc là hospital không ạ? Hospital. This one. St. Student. Student. Nhiều bạn có đọc là siêu siêu đình đúng không ạ? Hay là tiêu tiêu đình. St. Student. Investigate. Investigate. Sw. Swim. Swim. This one. Password. Password. Rất là nhiều bạn có đọc là password. Password đúng không ạ? S ha. Password. Okay. This one. School. Square. Square. Disquiet. Disquiet. This one, qua, quick, quick, require, require, two, 20, 20, untwist, untwist, do, dwindle, dwindle, indwell, indwell, thwart, thwart, pathway, pathway, and, invent, invent, department, department, and, land, land, wind, and, tense, tense, chance, chance, nth, nth, âm này khó ha, month, month, tenth, tenth, ok? Các bạn luôn luôn nhớ một quy tắc, đọc cụm phụ âm, chúng ta sẽ đọc phụ âm gần nhất với nguyên âm, sau đó phụ âm trước đó chúng ta đọc trong tư thế chuẩn bị, tức là chúng ta đọc nhẹ, thật là nhẹ, và chúng ta đọc liền mạnh, ok? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một vài ví dụ các bạn ha.
Thật sự mà nói thì nếu như các bạn học từ đầu, các bạn sẽ cảm thấy là cụm phụ âm là một trong những phần khó nhất. Có những bạn á, bạn ấy có năng khiếu thì mấy bạn học nhanh lắm, mấy bạn đọc mấy bạn cảm thấy rất là tự nhiên, nhưng mà đa số là các bạn cảm thấy khá là khó khăn về vấn đề này. Thì mình cố gắng mình luyện các bạn ha, đặc biệt là những cái âm liên quan tới chữ S. Chúng ta vừa học là những cái âm S ở giữa, cái âm này do tiếng Việt của chúng ta không có nên là các bạn rất là hay bỏ cái âm này, thì các bạn đọc làm sao đó để cho các bạn nhớ được những cái âm này và mình không bỏ âm S nha, bởi vì các bạn đọc dư hay đọc thiếu gì thì nó cũng mang một cái nghĩa khác chứ không phải là cái nghĩa của cái từ đó nữa. Ok, example nè, number one, we go skiing when it's snowy. Number two. Câu gì được ta? The strong man is screaming. Number three. Ủa đâu có phải đâu ta. Không phải. Scroll. We go skiing when it's snowing. Ủa cái này là liên quan tới mấy âm mà chúng ta vừa học mà nhỉ. We go skiing when it's snowing. Let me see. My small apartment is on the 10th floor. There are 20 students in my swimming class. Number four, he doesn't like this tense atmosphere. Number 5. Cái này có 16 từ lận nên là mình phải lấy nhiều ví dụ thì nó mới có nhiều từ trong đó được các bạn ha. I like spending free time walking along this pathway. Populations of pandas are dwindling quickly. Những sao ví dụ lận các bạn ha. It's not easy, ha. Huh? Okay, so we go una go skiing ski iya skiing when it's snowy, snowy. We go skiing when it's snowy. This one. My, các bạn nhìn thấy chữ ski ha.
snowy, cái này là small, mint, 10th, floor, ok. Rất là nhiều cụm phụ âm. Thì đối với những cái câu mà có nhiều cụm phụ âm như thế này thì chúng ta phải tập trước để cho chúng ta quen. Sau này khi mà chúng ta học giao tiếp thì chúng ta mới phản xạ tốt hơn và mình không có bị sai nữa ha. Small, từ này mình học rồi ha. Small. Apartment. 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 Ai dài nha, R. Apartment. Các bạn hay đọc là apart, apartment đúng không ạ? Apartment is on the, chứ phụ âm cho tôi dùng the, 10th, từ này mình học rồi nè, 10th floor, từ floor buổi trước mình học rồi ha. My small apartment is on the 10th floor. My small apartment is on the 10th floor. There, air, there are 20, từ này mình học rồi ha, class đều là cụm phụ âm hết. 20 students in my swimming class. There are 20 students in my swimming class. There are 20 students in my swimming class. Các bạn cố gắng tập cho nó trôi chảy ha. Mình tập một vài lần chưa quay thì mình tập nhiều lần hơn, ok? He doesn't like this 10th, từ này mình học rồi ha, and 10th atmosphere, 10th atmosphere. He doesn't like this atmosphere. He doesn't like this tense atmosphere. Like spending. Các bạn thấy có chữ sp nè, có chữ and nè, fr nè, walking along this pathway nè các bạn ha. Spend y chang với âm y chang spending. Free. Một số bạn học trò cô có đọc là free time. Thời gian rảnh các bạn có đọc là free time hay là free time. No, free. Đọc sao nghe cho sang chảnh nha các bạn. Free, ok. Free time. Walking. Walking along this pathway or pathway. Anh đó, họ sẽ đọc là pathway, anh Mỹ sẽ đọc là pathway. I like spending free time walking along this pathway. I like spending free time walking along this pathway. Continue. Pew. Các bạn nhìn thấy cái dấu nhấn bên dưới này nè, tức là nếu mà thường nó có hai nguyên âm trở lên thì một cái từ nhấn chính á sẽ là cái chữ lay này ha. Đó. Sẽ là cái chữ lay này, lation. Thì còn cái chữ này mình không đọc là population mà đọc ngang. Cái dấu nhấn đi xuống, tức là mình xuống nhẹ một chút. Population of pandas
are dwindling. Dwindling. Dwindling quickly. Các bạn thấy từ dwind à? Ừ. Các bạn thấy chữ gì đây? Quick. Đó. Quickly. Các bạn nhìn thấy còn thấy chữ cl ở đây nữa ha. Quickly. Populations of pandas are dwindling quickly. Populations of pandas are dwindling quickly. Ok, các bạn nhớ là nếu như nó rất là khó cho mình thì các bạn vui lòng các bạn luyện tập thêm các bạn nhé. Đây cũng là phần kết thúc của chuỗi học về English pronunciation. Chúng ta đã học hết về nguyên âm, nguyên âm đơn, nguyên âm đơn, nguyên âm ba. Chúng ta học hết về phụ âm, 24 phụ âm, trong đó có 8 cặp vợ chồng. Chúng ta đã học hết consonant clusters rồi các bạn nhé. Người ta đọc ED và ES thì nó cũng chỉ là cái phần nó riêng, chứ nó không có liên quan tới English pronunciation này. Có nghĩa là nếu như mà các bạn biết về quy tắc đọc nó rồi thì các bạn chỉ cần ghép âm lại với nhau thôi các bạn ha. Rồi, ok. Đối với những bạn nào á mà các bạn học sách giáo khoa các bạn ha, cô có rất là nhiều sách giáo khoa từ lớp 1 cho tới từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 11, 12 rất là nhiều các bạn ha. À, các bạn nhìn thấy chưa? Sách giáo khoa này rất là nhiều. Ok. Thì các bạn nếu mà các bạn học xong chuỗi những cái phần phiên âm này rồi ha, thì sau đó các bạn mở sách ở cuối ra, trong cái sách của các bạn á. Cuối sách này nè, sách lớp 9 là trang số 101. Đó, thì các bạn thấy là ở đây người ta cũng có những cái ký tự phiên âm cho mình, cũng y chang như vậy thôi. Rồi sau đó họ cũng có những cái phiên âm như này để cho mình đọc. Đó, thì các bạn khi mà các bạn biết được phiên âm rồi thì các bạn cứ vậy các bạn đọc nhé. Thì các bạn yên tâm là tôi đang học phát âm là tôi đọc đúng chứ tôi không có đọc sai. Mình cũng không phải lo là không biết giáo viên của mình đọc có đúng không nữa, hay là mình đọc như vậy đúng hay sai, mình rất là lo lắng. Thì khi mà mình học hết những cái tự phiên âm này rồi thì mình cứ vậy mình mở sách ở cuối sách này ra các bạn ha. Cuối sách ra xong rồi mình coi những cái phiên âm như thế này để mình biết, thì mình đọc mình cứ thoải mái và tin tưởng rằng là mình đã đọc đúng. Ok, và các bạn về sau các bạn không phải mất công sức nữa, có nghĩa là mình học một từ mình học được cả nghĩa của nó và mình nhớ được cả phát âm của nó, thì như vậy mình có thể nghe nó một cách dễ dàng, giao tiếp ok, và mình có học thêm cái gì mình cũng không phải lo. Ok, so that's all for today. Thanks. Goodbye.